Chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ xóa được cái bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng TikTok và cũng như là có thể giúp được cái ứng dụng TikTok vào điện thoại các bạn có thể chạy nhanh hơn nha. Các bạn có biết là cái việc mà chúng ta lướt TikTok hàng ngày thì cái ứng dụng TikTok nó đã ngốn đi cái dung lượng ở trên điện thoại chúng ta rất là nhiều không? Và mỗi khi chúng ta mở cái ứng dụng TikTok hay là chúng ta đăng tải những cái video lên trên TikTok thì cái bộ nhớ của ứng dụng nó sẽ chiếm cái dung lượng bộ nhớ về RAM, về ROM ở trên điện thoại của chúng ta và nó sẽ làm cho điện thoại chúng ta nó ngày càng chậm đi. Và để giải phóng được cái bộ nhớ đệm cũng như là xóa được cái bộ nhớ đệm và bật cái chế độ đó là tiết kiệm dữ liệu khi mà chúng ta lướt TikTok thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ứng dụng TikTok lên. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào phần hồ sơ. Các bạn sẽ chọn vào phần ba dấu gạch ở bên góc trên của màn hình bên phải và các bạn chọn là phần cài đặt và quyền riêng tư. Ở đây các bạn kéo lên trong cái phần nó là giải phóng dung lượng, các bạn chọn vào thì đây nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là bộ nhớ đệm, các bạn thấy là ở đây nó chiếm 117 MB, và thứ hai là cái phần tải về nó chiếm 45,5 MB. Nếu như các bạn muốn điện thoại chúng ta nó chạy nhanh hơn và ứng dụng TikTok nó giải phóng cái dung lượng bộ nhớ đệm cũng như là cái phần tải về, các bạn thể nhấn vào phần xóa đi. Các bạn nhấn vào phần xóa. Rồi, và để yên tâm hơn nữa thì các bạn sẽ quay trở ra. Và trong cái phần nó là trình tiết kiệm dữ liệu, các bạn chọn vào. Thì ở đây các bạn sẽ bật cái phần trình tiết kiệm dữ liệu lên. Thì như vậy thì nó sẽ giảm cái mức sử dụng dữ liệu của bạn khi dùng dữ liệu di động và cái video sẽ bị giảm độ phân giải hoặc cần nhiều thời gian hơn để tải về. Và tính năng này sẽ không được áp dụng khi bạn kết nối với Wi-Fi. Có nghĩa là cái tính năng này nó chỉ thực hiện khi mà chúng ta sử dụng những cái mạng di động. Ví dụ như các bạn sử dụng cái 4G hoặc 5G ở ngoài trời các bạn sử dụng. Nếu như các bạn ở cơ quan, ở nhà hoặc là ở nơi làm việc các bạn có Wi-Fi thì cái tính năng này nó sẽ bị không bị ảnh hưởng nha. Đó. Như vậy thì chúng ta vừa có thể là bật được cái trình tiết kiệm dữ liệu, vừa có thể là không ảnh hưởng gì khi mà chúng ta sử dụng bằng cái Wi-Fi để chúng ta lướt và TikTok. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.